Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 9 tháng 5, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Đồng hoang trổ hoa, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Ê-sai chương 35 từ câu 1 đến hết câu 7. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng UGB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Ê-sai chương 35 từ câu 1 đến hết câu 7, bản truyền thống hiệu đính. Hoang mạc và đất khô hạn sẽ vui vẻ, đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa thủy tiên. Nó sẽ trổ nhiều hoa và vui mừng, hớn hở trỗi tiếng hát ca. Vinh quang của Liban sẽ được ban cho nó, cùng với vẻ đẹp của Cạc-mên và Sa-rôn. Chúng sẽ thấy vinh quang Đức Giê-hô-va và sự huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay yếu ớt, hãy làm cho vững vàng những đầu gối run rẩy. Hãy bảo những người có lòng lo sợ rằng, hãy vững lòng, đừng sợ. Này, Đức Chúa Trời của anh em sẽ đến với sự báo thù, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu anh em. Bấy giờ, mắt người mù sẽ thấy được, tai người điếc sẽ nghe được. Bấy giờ, người què sẽ nhảy nhót như con nai, lưỡi người câm sẽ ca hát vang lừng. Vì có những dòng nước trào lên trong hoang mạc, và các suối tuôn chảy nơi đồng hoang. Cát nóng sẽ biến thành ao khô, đất khô hạn sẽ biến thành suối nước. Nơi chó rừng đã ở sẽ trở thành đồng cỏ, có sậy và cói. Câu gốc hôm nay được chép trong Ê-sai chương 35 câu 2. Đồng hoang sẽ trổ nhiều hoa. Một thế kỷ trước, cánh rừng tươi tốt bao phủ khoảng 40% diện tích Ethiopia, nhưng ngày nay chỉ còn khoảng 4%. Mở rộng đất canh tác mà không bảo vệ rừng đã gây ra khủng hoảng sinh thái. Những vùng cây lá còn sót lại chủ yếu do các hội thánh bảo vệ suốt nhiều thế kỷ. Các hội thánh chính trị thống giáo Tewahedo Ethiopia đã gìn giữ những ốc đảo xanh giữa sa mạc khô cằn. Nếu xem hình ảnh chụp từ trên không, bạn sẽ thấy những hòn đảo xanh tươi được cát vàng bao bọc. Các lãnh đạo hội thánh nhấn mạnh rằng việc chăm sóc cây cối là một phần trong đời sống vâng phục Chúa, với tư cách là người quản lý công trình sáng tạo của Ngài. Tiên tri Ê-sai đã viết cho Israel, một dân tộc sống trong vùng đất khô cằn, nơi hoang mạc, cằn cỗi và hạn hán tàn khốc luôn đe dọa. Và Ê-sai đã mô tả tương lai mà Chúa đã định sẵn cho họ, nơi mà hoang mạc và đất khô hạn sẽ vui vẻ, đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa. Chúa muốn chữa lành cho dân Ngài, và Ngài cũng muốn chữa lành cho trái đất này. Ngài sẽ tạo dựng trời mới, đất mới, trong thế giới được Chúa đổi mới, đồng hoang sẽ trổ nhiều hoa. Sự chăm sóc của Chúa dành cho các loài tạo vật, bao gồm con người, khích lệ chúng ta cũng hay quan tâm chăm sóc công trình sáng tạo của Ngài. Chúng ta có thể góp phần vào kế hoạch tối thượng của Ngài, vì một thế giới phục hồi và hoàn thiện, trở thành người chăm sóc những tạo vật do tay Ngài dựng nên. Chúng ta có thể góp sức mọn để cùng Ngài làm cho mọi nơi khô cằn nở rộ những bông hoa xinh đẹp đầy sức sống. Trong muôn loài tạo vật, bạn có thấy nơi nào đang cằn cỗi hay hoang tàn không? Bạn sẽ làm gì để góp phần giúp cho đồng hoang nở hoa? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo, xin dạy con cách để góp phần chữa lành và phục hồi những nơi đổ vỡ trên thế giới. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.